Video An, BDS Cẩm Mỹ 1. Sau tỷ xin chào tất cả các bạn, các anh chị trong và ngoài nước. Đây, hôm nay là em đang đứng một vị trí nút giao thông tại quốc lộ 51, xã Phước Thái thuộc huyện Long Thành, cách cảng hàng không quốc tế Long Thành đúng 25 km. Hiện bây giờ em đang có mặt đứng một cái nút giao thông, đó là đường Bến Lức Long Thành. Sau này các bạn đi từ các tỉnh miền Tây về sân bay quốc tế Long Thành thì đã đặt chân đến điểm này. Ở đây một trong những cái vị trí là thuận lợi giao thoa tất cả sông nước, hàng không, bến cảng, vũng tàu, rất là thuận lợi để cho tất cả các bạn sau này về đây để khai thác các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh. Đây là con đường quốc lộ 51, một nút giao thông. Phía trước chúng ta là đường cao tốc Bến Lức Long Thành và đã triển khai đến đoạn này rồi nhá. Và mình quay cho tất cả các bạn. Bạn nào mới biết kênh BDS Cẩm Mỹ 1 6 tỷ thì cho mình một like. Và các bạn có ý kiến gì hãy comment cho mình biết nhá. Và ở đây sau này là sẽ kết nối một con đường đi thẳng về Phú Mỹ, gọi là quốc, cũng gọi là tuyến quốc lộ 51 nhưng mà nằm quốc lộ B đó. Nhưng hiện trạng bây giờ là đây là tuyến quốc lộ 51 thôi ha. Nào, thì đây là một trong những cái vị trí để cho tất cả các doanh nghiệp. Em xin phép được chia sẻ cho tất cả các bạn, các bác để biết tuyến đường sau này chúng ta đi về các tỉnh thành của miền Tây sông nước, chúng ta sẽ về tới xã Phước Thái, huyện Long Thành, và chúng ta sẽ đi về đường này và rất là nhanh về với từ Long Thành về Long An, về miền Tây Cần Thơ thì chúng ta sẽ đi đúng tuyến đường này và chúng ta sẽ đi và kết nối thời gian rất là nhanh và không ùn tắc giao thông nữa ha. Đây là một trong những cái công trình bao nhiêu năm rồi. Khi triển khai xong thì đây là những cái tuyến đường mà chúng ta để vận hành những hàng hóa đi khắp các tỉnh thành về tới cảng hàng không quốc tế Long Thành và được đưa suốt đi những chuyến hàng rau củ quả của miền Tây sông nước cũng như đến các huyện, các tỉnh thành của miền Đông Nam Bộ chúng ta. Ở đây là ở phía chúng ta mà đi về thị trấn Long Thành, ở đây là cách đúng 25 km và đang chuyển xuống đây. Ở đây là xã Phước Thái, chúng ta chỉ còn một ít nữa thôi là đi qua ranh giới của Bà Rịa Vũng Tàu. Sau này cái đoạn đường ở chỗ này là cái quy hoạch nó sẽ đi thẳng qua bên này là gọi là quốc lộ 51B và đi về thẳng Bà Rịa Vũng Tàu. Chúng ta xem ở đây là một trong những cái vị trí để chúng ta tìm hiểu. Đây là một cái nút giao thông đường cao tốc, một chặng đường sẽ giao thoa về sau này sẽ về với Bà Rịa Vũng Tàu và cảng hàng không quốc tế Long Thành, đi từ các tỉnh thành ở miền Tây và vựa gạo sẽ cung cấp các tỉnh thành miền Đông Nam Bộ rất là thời gian rất là nhanh ha, không còn xa như ngày trước nữa. Rồi, và chúng ta sẽ xem đây là một trong những cái vị trí rất là phù hợp cho nhiều doanh nghiệp để khai thác những cái vùng đất cảng hàng không quốc tế Long Thành. Còn ngoài ra anh chị nào có nhu cầu để tìm hiểu về đất khu vực để mở doanh nghiệp cách cảng hàng không quốc tế Long Thành 10 km thì liên hệ với 6 tỷ 0982 68 7668. Còn nhiều vị trí đất, diện tích đất một sào, đất 1.000m2 đến 10.000m2 để cho các anh chị khai thác và tìm hiểu một địa danh nổi tiếng sau này được truyền tải những chuyến hàng đi khắp thế giới. Rồi, 6 tỷ xin chân thành cảm ơn. Goodbye, hẹn video kế tiếp.